già tôi đi nước ngoài rồi. Nhậu nhiệt tình đi. Hey. Anh có thể mời em một ly không? Ok. Em tên gì? Minu. Đấy là tên Facebook của em. Còn anh muốn hỏi là hỏi tên thật của em cơ. Nhưng mà em cũng chỉ biết mỗi cái tên Facebook của anh là Kevin. Thế là đủ rồi, đúng không? Kevin này. Hả? Mình quen nhau lâu chưa nhỉ? Mình kết bạn Facebook lâu rồi. Nhưng gặp nhau thì từ 5 giờ đến bây giờ. Bây giờ là 11 rưỡi rồi. Cũng lâu phết rồi nhỉ? À. Trên Facebook anh viết status hay lắm. Rất duyên. Em kết anh lắm. Em cũng vậy. Trên Facebook em đẹp lắm. Còn ở ngoài thì em còn đẹp hơn. Cục cưng của anh. Em không ăn. Anh để cho con của anh ăn này ạ. Thôi nào, anh xin mà. Em về chưa? Cô ta là ai? Anh nghĩ là chúng ta cần phải nói chuyện. Chúng ta? Nghĩa là cả cô ta sao? Cô ấy đã có thai với anh. Anh nghĩ đứa bé cần phải có một danh phận. Anh gọi tôi về sớm là để nói những chuyện này sao? Anh làm tôi bất ngờ đấy. Cô này, thật ra ấy, không quá bất ngờ đâu. Chuyện tình của tôi với cả anh ấy cũng được 4 năm rồi đấy. Với cả đứa bé của trong bụng tôi này, 3 tháng rồi. Cô im đi. Cô không đủ tư cách để nói chuyện với cả tôi. Còn anh, nếu đã có con ở bên ngoài, chúc mừng anh. Ơ kìa, em ơi. Còn chuyện gì nữa? Đồ đạc của em, ngày mai anh sẽ cho đóng gói rồi gửi về bên nhà. Đơn ly dị mai cũng gửi nhá, để anh còn kịp làm khai sinh cho đứa bé nữa. Tùy anh. Ừ, anh biết rồi. Cô ta gọi đi, anh vào đi. Anh vào nhá. Anh đây. Nếu mà anh không dứt khoát ý, tôi và con
sẽ rời khỏi đây đấy. Chắc là sự xuất hiện của đứa con này nhanh quá làm anh không chấp nhận được đúng không? Khổ thân con của tôi, nó lại không có bố rồi. Không nhanh một tí nào cả. Em có biết là anh chờ cái khoảnh khắc làm bố này 4 năm rồi không? Anh nhất định không cho em đi đâu hết, không cho con trai của anh đi đâu hết. Nhá, anh yêu em mà. Anh hứa rồi đấy nhá. Anh hứa. Có người khôn như anh thì cũng phải có người khờ dại như anh ta chứ. Bây giờ ấy, em đã có một cuộc sống đầy đủ, mà phải gọi là quá đầy đủ ấy chứ. Anh thấy quá nhanh quá nguy hiểm á. Anh nói gì cơ? Cho anh một cơ hội á. Thật à? Sao lại không nhở? Đằng nào anh cũng là bố của đứa bé mà. Anh ơi, hình như ông ấy về rồi. Con chào bố ạ. Là anh à? Không dám. Anh còn vác mặt đến đây làm cái gì? Anh đi về đi. Vợ con... Thôi, chúng tôi thừa sức nuôi cháu ngoại của chúng tôi mà không cần đến cái mặt của bố nó. Vợ con có thai hả bố? Sao cô ấy không nói gì với con ạ? Nó không muốn nói với anh là bởi vì nó không còn muốn nhìn thấy cái mặt của anh nữa. Anh về đi. Kìa bố, bố cho con gặp vợ con một lát thôi ạ. Dạ, thôi. Anh đừng có đạo đức giả nữa nhá. Con gái tôi nó đang động thai, nếu như nó nhìn thấy cái mặt anh của lúc này, tôi e là không giữ được đâu. Anh về đi. Bố. Kìa bố. Em ơi, cho anh ly đèn đá nhá. Chú ơi, chú có đánh giày không ạ? Có. Đây. Chú bảo này. Dạ. Giày của chú đắt tiền lắm đấy, đánh cho cẩn thận vào. Chú cứ yên tâm, cháu đánh suốt rồi. Thôi chú ngồi đợi nhá. Giỏi thật đấy. Mới có tí tuổi mà đã biết làm những cái việc này rồi. Alo. Cái gì? Ở viện nào? Anh tìm gì đấy? Dạ chào chú ạ. Lúc sáng cháu có ngồi đây này, thì có cậu bé cao khoảng từng này này, thì cháu có đưa giày cho cậu ấy đánh. Sau cháu vội quá cháu chạy đi quên mất lấy giày. Bây giờ quay lại mà không thấy cậu ấy đâu. Nó đi rồi. Dạ. Thôi, của đi thay người chú ạ. Vâng, cảm ơn chú ạ. Chú ơi, giày chú đây ạ. Cảm ơn nhá. Thế mà chú cứ tưởng. Này, chú giả đấy. Thôi, chú ơi, còn thừa bao nhiêu chú cho luôn. Đánh giày của chú hết 10.000 thôi ạ. Tiền thừa lại cháu trả chú, cháu không lấy đâu ạ. Chú cảm ơn nhá. Vâng ạ. Thôi cháu trả chú ạ, cháu đi về đây ạ. Nhóc ơi, nhóc. Dạ, cháu đây. Đánh cho chú đôi giày nhá. Dạ vâng. Đây. Em ơi, cho anh một ly đen đá nhá. Chú ơi, chú, giày của chú xong rồi ạ. Chú cảm ơn nhá. Chú ơi, chú thấy cái nhẫn này dưới đế giày của chú. Cái này của chú à? Cái này không phải của chú đâu. Chú vô tình dẫm phải của ai đấy thôi. Không phải của chú. Mà bây giờ cháu nhặt được thì nó là của cháu. Cái này không của cháu đâu. Chú lấy đi ạ. Đây. Chú gửi tiền giày nhá. Dạ vâng ạ. Thôi cháu chào chú, cháu đi về ạ. Ngoan lắm. Cô ơi cô,
ăn về rồi đấy à? Cô gọi con về có việc gì đấy cô? An ơi, đang có người muốn nhận con về làm con nuôi và cho con đi học đấy. Con có thích không? Dạ có. Con ngoan nhá. Về đấy con sẽ được đi học, con sẽ được ăn ngon nhá. Dạ vâng. Anh. Anh ơi, bé An bị bỏ rơi từ nhỏ. Tôi thương cháu, đón cháu về nhà tình thương để ở. Nhưng nói thật với anh là tôi không đủ sức để cho bé ăn học đàng hoàng, đầy đủ. Xin anh thương cháu, anh lo cho cháu thật tốt anh nhá. Cô yên tâm, tôi hứa với cô tôi sẽ là một người bố tốt. Cảm ơn anh ạ. Con trai, con đồng ý về ở với bố nhá.